định cho bạn, mong bạn mong cho phục hồi sức khỏe, sống ăn Tết và gia đình vui vẻ nhé bạn nhé. Ngày 23 tháng 1, 100 phần quà yêu thương đã được báo Tuổi Trẻ, Hoa hậu Nhân ái Trần Mỹ Huyền và người đẹp tài năng Hoa hậu Nhân ái Huỳnh Thảo Anh gửi đến các bệnh nhi tại khoa ung thư Bệnh viện Nhi Trung ương. Đó là tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ dành tặng cho các bệnh nhi ung thư thông qua chương trình Ước mơ của Thúy. Mỗi phần quà gồm 400.000 đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 300.000 đồng. Nhìn những em bé còn nhỏ xíu nhưng trên tay là kim truyền, Hoa hậu Nhân ái Trần Mỹ Huyền vẫn không giấu được cảm xúc. Mình cũng nén cái sự xúc động lại vì thật sự là các con còn rất là nhỏ. Và có các những bạn nhỏ đến mức mà các bạn đôi khi còn chưa cảm nhận được là mình đang bị bệnh nữa. Và nhưng mà bên cạnh đấy thì có một cái điều mà may mắn mà mình vẫn luôn nhìn thấy ở đó, đấy chính là bố mẹ của các con vẫn luôn đồng hành với cả các con. Và mình mong rằng là cái buổi ngày hôm nay cũng như là rất nhiều đoàn thiện nguyện đến có thể chia sẻ và truyền những cái năng lượng tích cực đến với cha mẹ của các con, đến với các con. Năm mới sắp đến, mình xin chúc cho gia đình và các bạn nhỏ sẽ sớm phục hồi sức khỏe, đón một cái Tết thật là ấm áp, vui vẻ. Kể cả mình có ở trong bệnh viện thì mình cũng vẫn luôn luôn được các bác sĩ và các mạnh thường quân quan tâm. Thì lúc nào chúng ta xung quanh chúng ta cũng luôn luôn có điều tích cực và chúng ta hãy đón nhận nó mỗi ngày ạ. Tại Hà Nội, chương trình trao 330 phần quà cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Ca Trung ương và Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có 470 phần quà sẽ được trao tại 4 bệnh viện, gồm Bệnh viện Truyền máu Huyết học thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh.